sao có mặt ở đây vậy? Ủa sao tự nhiên có mặt ở đây vậy? Em khiến anh chết mê giờ trông cứ như búp bê nè, tự nhiên lại đến đứng kế chạm vào tim vô tình tai tái tê. Đã có ai đi loanh quanh trong con tim của em hay chưa hỡi em? Nhà anh thì là nhà thuê, giờ tìm em ở luôn không vấn đề, anh thề muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi. Anh theo em về nhà gặp mặt hai bát. Ok. Và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta, nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu ăn ý, ý, ý. Anh có em rồi, cơ mà em thích anh hôn. Em cứ nhân lời lành dắt em về làm dâu của má anh. Gu của anh là người mẫu, người gương mẫu cho con anh noi theo. Người chăm từng bữa cơm trong gia đình, chứ không phải quất cái nhà là sợ tay trôi neo. Thôi queo, anh không giỏi trèo núi hay lội đèo. The next day. Em khiến anh chết mê giờ trông cứ như búp bê nè, tự nhiên lại đến đứng kế. Hiện tại thì Thành thấy bình thường. Bởi vì bài nhạc này cũng ra nhiều cái demo rồi. Thì lần này Thành muốn gửi đến mọi người một cái sản phẩm nó chỉnh chu hơn. Cho nên đó là lý do mà Thành có mặt ngày hôm nay. Nhưng mà đồng hành với Thành thì chắc chắn không thể nào thiếu được Nghe. Nghe sẽ là nữ chính của MV này nha. Nhưng mà sáng giờ là on set lúc 3-4 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ cũng là 6-7 giờ rồi thì vừa quay được một vài cảnh. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ủng hộ chiếc MV này của Hồng Thanh mình nghe. Anh kết anh rồi. Muốn yêu đương hợp pháp với nhau không em ơi? Anh theo em về nhà gặp mặt hai bát. Ok. Và nếu chẳng ai hiểu nhau hơn hai ta, nhìn nhau sẽ gặp người tâm đầu ăn nghĩ. Chơi xong chưa à? Rồi chơi lại đi. Đó vẫn anh vẫn can. Học chung quá. Cần sao ạ? Dạ. Đóng cửa cho đi, đóng cửa cho đi đi.
rồi, 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 đi. Là người mẫu, người gương mẫu cho con anh noi theo, người chăm từng bữa cơm trong gia đình chứ không phải quét cái nhà là sợ tay trôi neo. Thôi fail, anh không giỏi trời mưa hay lội đèo, hơi này thề kiểu đó ai dám hốt, chỉ thề sẽ đốt cuốn sổ hộ nghèo để ngày nào em cũng mang sáng trên lan mắt 81. Trên đó hoa ta biết cho chỉ đằng ngọn, dù tôi biết gai trên cánh hồng nhọn. Anh cũng là con ông hám mật đây, coi như tụi mình có duyên làm đồng bọn. Em gật đầu ừ là anh đưa em cầm số gạo, cuối tháng em xòe tay là lương anh bỏ vào. Hơn 20 xuân xanh anh cũng đi tìm. Đố em biết tại sao em sử dụng hình tượng này. Trả lời cho tao biết. Dạ em không biết. Nghĩ bà đó đi. Ok. Lý do mà Hồng Thanh sử dụng cái hình tượng này là bởi vì nó có một cái liên kết gọi là Thanh rất là thích nhân vật Joker thì lần này Joker nha. Lần này đây là cái cơ hội mà Hồng Thanh có thể Việt Nam hóa cái nhân vật này lại sao cho nó phù hợp với nét văn hóa Việt Nam mình hơn. Và có một chút tính cách của Hồng Thanh trong đó. Chính xác, và Hồng Thanh điên hơn trong cái nhân vật này. Nhưng mà để mà Hồng Thanh có được cái tâm lý điên như thế này, crazy như thế này, phải nói là nhờ cái cô gái ở bên cạnh mình. Bởi vì mình không nói là cô ấy như Harley Quinn, nhưng mà cô ấy là Mie là đã cho Hồng Thanh một cái tính cách nhân vật như thế này. Mình lấy cảm hứng từ Mie. Mie ơi. Dạ. Em thích cái nhân vật mà em đang diễn không? Dạ không. Thưa quý vị, cắt khúc này thưa quý vị. Dạ, hỏi lại lần nữa có thích đâu mà. Dạ thích. Mà biết sao không? Ủa, ý anh nói là tại vì do em cho nên là anh mới điên điên khùng vậy hả? Nhưng mà ok bây giờ cái đó thì ai cũng biết đúng không? Nhưng mà thật ra như thế này, Hồng Thanh với Mie khi mà làm sản phẩm này rất là biết ơn những cái anh em ekip rất là nhiều. Sẵn đây thì anh Long ơi, mời anh. Anh Long ơi. Dạ. Người anh từ lặn lội đường xa. Ông anh tôi, dạ, ở Phan Thiết, chạy xe máy vào đây, thưa quý vị. Để chụp một bộ hình. Dạ, anh em, rất là dễ thương, rất là nhiệt huyết, rất là nhiệt tình với Thanh và Mie. Thì qua đây tụi em cảm ơn rất là nhiều. Chúc MV sắp tới sẽ diễn ra thành công. Xin các bạn đón xem. Ok. Thank you. Nhà thuê giờ tìm em ở luôn không vấn đề, anh thề yêu thì ta cứ nói ra là yêu thì ta cứ nói ra là thật lòng mình là được mà yêu thì ta cứ nói ra là yêu thì ta cứ nói ra là anh có thêm rồi.